bê ra sao đuôi vậy mất chỗ đó cũng không hông ha, để đầu xe mất đó, để đầu xe mất ra được không, được không tôi quân luôn, tôi quân luôn hả? Bay theo nó là ở đây là lực lượng đông thêm mới được, nhưng mà một người là không dám bay. Ở đây ba người là thêm chiếc xe lên đây được. Đường nào lên? Thêm lên thấy chứ, thay rồi nếu mà rớt là thêm lên. Đó. Cái dây cẩu kéo lên. Cẩu gì? Ừ, là hai người trước là người sau rồi khách lên khỏe rồi. Đi đâu? Ông ơi, ông chạy xuống mà. Hả? Ý là ông nói là xe ông mà dục chai là chạy xuống á. Bay đâu kìa. Làn em để đâu rồi? Thấy nó còn gọi vào đây chứ. Ờ. Đúng. Để tao coi rồi, để tao coi cho. Đó hồi xưa đó. Đó hồi xưa được chạy đỡ, hồi xưa cho dồn đó như xe kia á. Ừ. Ừ, hồi xưa tao thấy giả tao ớn mà. Hồi xưa dồn đó như xe kia á. Không có mùa xuân gì hết á. Bây giờ có mùa xuân rồi đúng không? Ừ. Rồi người lớn hồi xưa rồi người lớn anh hay ngồi bên trống bởi lắm, ngồi từ sáng tới chiều luôn. Yeah. Ngày nào cũng vậy á, cứ đi ngang thấy cái xe anh là biết anh ngồi coi cá lồng tông rồi.
là biết cái to luôn hả? Có đôi con hả? Ừ. Thằng nhóc cái là có đôi con cá đi học hả? Thank you.
Ở đây khoảng 10 tô anh bạn. Hả? Khoảng 10 tô. 5 số mạng. Tiếp 10. Có gì không? Có chứ mấy con cái trắng à. Anh Châu câu có mấy con cái trắng. Hả? Anh Châu câu có mấy con cái trắng à. Còn tụ Hùng Khương với Đình Vũ là nó câu cái lồng tông. Thương chủ rồi đó, anh em đó đó. Thương chủ bẩm rồi đó, con của Bình đó. Già nó ơi, ở nhà nó thôi. Ba thằng trai nhỏ thằng gái. Con gái là lấy thằng cái bóng á, thôi rồi. Cái bóng bán bò kho ở ngoài đầu đường á, giờ nó sang lại cho bà Phú Yên. Đánh bài quá mà hai chồng đánh bài quá. Ở cái xóm đó là xóm đánh bài. Hai bữa đâu có câu đâu. Bữa ông câu có mấy con.
cái công ty làm nước bột, nước nước tẩy rửa này là liên quan đến một Vidan hết á. Vidan nó làm axit với lại nước tẩy rửa nè, nó bán cho mấy cái công ty làm nước rửa chén nè, với lại cái bột giặt nữa. Ồ, nó nhập muối một lần ở bên Ấn Độ gì vậy? Thấy nó chở ngày chở đi bằng xe mà loại xe ben bự á, nó chở ngày chở đêm luôn, chở cả tháng trời mới hết. Cà đang nó có bến cảng sẵn rồi, nó chỉ là xe tải chở liên tục luôn, nó chở cả tháng mới xong đó. Nó mua muối Ấn Độ làm axit á. Mấy người làm thì ra anh thấy đâu đó, cái đòi được tiền gặp hại cho tôi lên sẵn cho phòng chủ tịch hội đồng quản trị á. Tại nó là công ty thực phẩm, nó đâu có cho tiền độc hại đâu, mà nó làm toàn là chắc hóa học không à. Cái đòi cho mấy ảnh nay được 2 triệu mấy rồi đó. Hồi tao nghĩ là tôi đòi được có 100 mấy à, cho nó 200 ngàn, nay nó được 2 triệu mấy rồi đó. Nó là công ty thực phẩm á, cho nên nó không cho đặt độc hại ai dám ăn đúng không? Nghe cá mặn ăn mặn với bảy chiếc hả? Nghe cá ăn mặn hơn với bảy chiếc mặn hơn á. Đây đâu có ai câu đâu.
thấy cá nhỏ không? Không biết à, không có nó đi đâu rồi, bày cá nhỏ lại. Quay chụp tiền không? Hả? Quay chụp tiền không? Cái đó nó chích như coi như đi chợ. Được không? Mấy con mạnh bắt con to không? Nó đi bộ, bái đi, nó yếu lắm, bắt không được cá phi đâu. Bái nó bắt gì được cá phi. Nó kiểu như là đi chích cá phóng sinh không à. Đánh lúc, nó nhỏ 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 không à. Chút chút không à. Không ngon, ông Tài Mập không ra đó, ông câu không câu hoài gì. Ông phải cá trắng lắm. Mấy gì vậy? Đây lòng tông yếu quá. Dạ. Cái lòng tông ăn yếu quá. Đi ra ngoài này nữa. Hả? Vô à? Thì làm đông nó mới vô nè.
cạn thôi. Tiếp đó là nó không có đường ăn rồi, nó không cạn lại đó, nó mới thấy đường ăn. Thôi nổi trên mặt nước á, nó thấy màu rồi. Mình sâu nhảy, nhảy hơn trộn nhiều. Cũng nổi nổi. Hả? Cúp điện hả? Cái cúp lưu lên khuyên mà.
biết bơi không nhóc, không biết bơi thì lội đó, chụp chân đi ra rồi đi lên học chân không có mấy rồi. Bao nhiêu người là bị dối nước và là do không bơi á. Bơi không? Bởi là tôi tập bơi cho. Bơi chỉ tập bơi cho. Ui, ui lộng ra. Không, tôi tập bơi cho. Thôi đó, tôi chạy đi bơi. Một bữa một là bữa sau đi bơi. Đây em trực tối nào cũng ở đây. Mà có được không? Bữa giờ chơi phi chợ. Ừ. Không, ban ngày cho con đi phi là thôi. Em giờ em nghỉ trong ngày rồi, giờ xe đạp thì giờ đi con đi con rồi. Con đi con cá nó ra. Đi đây là này là. Con đi tối xuống đây lận được rồi sao mấy con cá chơi với mấy con cá phi rồi cái này. Ngày này tao có con dính. Nè anh Dông. Thôi đi chị. Hả? Ừ. Thôi đi anh về. Về cho lên trên cho cái ông thằng tay cá nè, cá phi để cá đồng đông nè. Ừ. Thôi lên về con. Ta về hết rồi. Mày lót xuống đó ai mà cho mày mày cứu mày đi lên. Thôi đi con. Mai câu nữa, mai đi học gì lợi sớm. Mày trắng mà. Con cái trắng mà anh trọng nhỉ.